đây là đường làng quê của Chi. Đây là đường số 9. Thank you.
từ ở đây mà nghe tên Phú Tổ thì lại là vụ làm ruộng làm rẫy nhỏ nhỏ đất có sen cũng vừa á nên xíu rồi ngang chừng 5 tấc làm nông nghiệp nhỏ nhỏ hộ gia đình là có cái máy nhỏ nhỏ là vừa nè. Và mình xin kết thúc video ở đường làng quê ở Củ Chi. Nắng quá nắng.